Thu Hà xin mến chào các bạn đến với kênh Radio Hay. Các bạn thân mến, đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai. Nhiều cô cứ nghe lời ngon tiếng ngọt là sướng hết cả người. Mắt nhắm mắt mở mà mặc kệ mọi người can ngăn, tin theo cái gọi là tình yêu. Đàn bà độc như rắn đã đáng sợ, vậy đàn ông mà độc như rắn thì còn đáng sợ đến mức nào đây? Mời các bạn hãy lắng nghe câu chuyện do Thu Hà diễn đọc ngay sau đây, một câu chuyện đời thường có thật để cùng trải nghiệm thêm những góc khuất phía sau cuộc sống hoa lệ nhé. Và sau khi thưởng thức xong câu chuyện, rất mong các bạn ủng hộ kênh truyện bằng cách nhấn nút like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút thú vị khi nghe câu chuyện. Điện thoại không liên lạc được là trạng thái mà mỗi khi Vân gọi cho chồng đều sẽ như vậy. Đã 2 giờ sáng rồi, Vân vẫn loay hoay trông chồng về. Cứ tưởng khi kết hôn với Đạt rồi thì cuộc sống của Vân sẽ khác. Nhưng không ngờ bi kịch bắt đầu xảy ra với cuộc đời Vân kể từ đây. Ngày trước, Vân là một nhân viên kế toán, Đạt lại là cấp trên của Vân. Với vẻ bề ngoài xinh đẹp, tài giỏi nên Vân sớm lọt vào mắt xanh của Đạt. Còn Đạt thì cũng tài giỏi chẳng kém ai, nên anh nhanh chóng được thăng quan, tiến chức. Tiền lương mỗi tháng mà Đạt nhận được có thể gấp mấy lần tiền lương của một nhân viên bình thường. Ngoài ra, Đạt còn rất được lòng cấp trên nhờ tài ăn nói hoạt ngôn, dẻo miệng. Với địa vị và số tiền mà Đạt kiếm được mỗi tháng, có thể nuôi được 3 đến 4 cô vợ một lúc là chuyện bình thường, nên vì vậy mà Đạt rất lăng nhăng. Có ngày người ta thấy Đạt sáng cặp cổ cô kia, tối đi cùng cô nọ. Có một đồng nghiệp vô tình nghe được cuộc điện thoại của Đạt khi nói chuyện với ai đó, có lẽ là một cô gái non dạ nào đấy. Em phá đi, đừng giữ, bao nhiêu tiền tôi chịu, và đừng làm phiền tôi nữa. Ngày mà mọi người biết Vân quen Đạt đã ngăn cản cô rất nhiều, nhưng Vân vẫn bỏ ngoài tai vì tiếng sét ái tình. Vân cứ tin rằng tình yêu của cô sẽ thay đổi được Đạt. Một con cừu làm sao thay đổi được lòng dạ của một con sói già chứ. Rồi ngày này cũng đến, Vân phát hiện ra Đạt ngoại tình trong một lần đi ăn cùng nhau. Khi Đạt đi vệ sinh thì âm thanh thông báo tin nhắn từ điện thoại của Đạt. Anh đêm nay có qua nhà em không, anh yêu? Vân đọc tin nhắn mà mặt đỏ lừ, người nóng bừng bừng. Vân sốc đến nỗi mà rung tay đến thơ thẩn. Đạt vừa bước ra từ nhà vệ sinh, thấy Vân đang cầm điện thoại mình trên tay, liền chạy đến giật lại điện thoại, mặt hốt hoảng hỏi. Tại sao em lại xem điện thoại của anh? Là người yêu mà tôi không có quyền xem điện thoại hay sao? Nếu tôi không xem thì làm sao biết được anh phản bội tôi chứ? Em hiểu nhầm rồi, cô ta chỉ là thích anh nên hay nhắn tin những cái câu kiểu này thôi. Nếu em không thích, anh sẽ chặn cô ta luôn. Tôi không tin anh, chia tay đi. Đừng mà, anh chặn liền cho em xem, để em tin những lời anh nói là thật. Vừa nói xong, Đạt liền chặn ngay lập tức cho Vân xem. Vân liền cảm thấy tin tưởng hơn, dù lúc nãy vẫn còn hoài nghi. Với chiếc miệng dẻo kẹo, hoạt ngôn của Đạt, nên Vân cũng từ từ rồi tin rồi tha thứ. Nắm được thời cơ, Đạt liền tiếp tục nói lời ngon ngọt. Anh chỉ yêu mình em thôi, anh không làm chuyện gì có lỗi với em hết, em tin anh nhé. Vân im lặng, chỉ còn lại cơn nức. Vân gật đầu ngoan ngoãn. Đạt vuốt má Vân, lau đi những giọt nước mắt, rồi tiếp tục dùng lời lẽ ngon ngọt để lấy lòng tin của Vân. Thôi, vợ yêu đừng khóc nữa. Ăn xong, anh dắt vợ yêu đi xem phim tới tối luôn nhé. Anh bên vợ tới tối thì sao mà có chuyện anh qua đêm với cô ta được, đúng không nào? Anh hứa với em rồi đấy. Đúng như những gì Đạt vẽ vời thì Vân cũng tin những lời Đạt nói. Cuộc vui lại nhanh chóng trở lại. Đạt trêu ghẹo Vân, cười nói vui vẻ suốt buổi. Hứa dẫn đi xem phim, Đạt cũng làm đúng theo lời nói, làm Vân tin tưởng vô cùng. Lúc này Vân đi vào nhà vệ sinh thì Đạt liền mở chặn ngay tin nhắn của cô tình nhân. Anh hôm nay bận đi công tác, anh không qua được. Anh đi công việc bận lắm, đừng gọi cho anh. Khi nào anh về, anh sẽ qua em. Nhắn xong cho cô nhân tình, Đạt liền xóa và chặn lại như cũ, để Vân không nghi ngờ. Đạt còn cười đắc chí nói. Đúng là nụ con gái, chỉ cần tốn tí nước bọt là tin ngay.
Vì cùng làm trong một công ty nên Đạt làm gì Vân cũng đều biết. Thấy Đạt cũng đến cơ quan đúng giờ nên Vân cũng chẳng chút nghi ngờ gì. Ngoại trừ những lúc Đạt đi gặp khách hàng hoặc là đi công tác thì Vân không thể giám sát được. Cứ ngỡ người mình yêu là hoàn hảo, tài giỏi, không có thói trăng hoa như mọi người nói, nên Vân rất hãnh diện. Vừa có người yêu tài giỏi mà lại còn là sếp lớn, nên cô cứ ngỡ mình đang ở trong hào quang. Không ngờ một đồng nghiệp cùng phòng báo tin cho Vân biết. Này Vân, lúc nãy tôi xuống nhận hàng thì tôi tình cờ thấy anh Đạt đang cặp vai cô nhân viên bên công ty bên cạnh đấy. Có khi nào cô nhìn lầm không? Trời ơi, lầm gì mà lầm? Anh Đạt có gì xa lạ đâu mà tôi lầm cơ chứ? Đạt nổi tiếng trăng hoa mà, tôi có phải người đầu tiên thấy đâu. Tôi nói bà nghe vậy thôi, tùy bà quyết định. Nghe đồng nghiệp nói vậy nên Vân cũng nửa tin nửa không. Vì đây không phải là lần đầu tiên Vân bắt gặp chuyện này. Vì chưa có bằng chứng rõ ràng nên Vân không nói gì mà chỉ âm thầm theo dõi. Ngày hôm sau, Vân không ngủ trưa như mọi ngày mà lén lén ngồi ở cổng đối diện, cổng công ty uống nước. Vân lựa vị trí sau một người đàn ông to lớn để che chắn cho cô không bị phát hiện. Đã 30 phút trôi qua không thấy Đạt đâu. Vân nghĩ Đạt như mọi khi là giờ này đang nghỉ trưa tại văn phòng và thầm trách cô bạn đồng nghiệp nói oan cho Đạt. Vân lẩm bẩm trong miệng. Làm mất cả buổi trưa mà kệ, bù lại mình mới biết là anh Đạt không lừa dối mình. Vân liền tính tiền rồi rời khỏi quán nước, trở lại văn phòng nghỉ ngơi. Vân đang chìm đắm trong niềm tin mãnh liệt về người yêu của mình thì lúc nãy khi Vân vừa ra khỏi quán thì Đạt cùng cô nhân tình công ty ở kế bên đi vào quán. Sở dĩ nãy giờ Vân không gặp bọn họ là do Đạt bận nói chuyện điện thoại ở quán ăn nên ra trễ. Chiều tan làm, nếu không có bận việc gì thì Đạt sẽ chở Vân về chung. Chạy xe theo đưa Vân về nhà thì Đạt mới về nhà sau. Trên đường đi Đạt nói: "Em à, tối nay 8 giờ là anh khởi hành đi Nha Trang để gặp đối tác. Chắc là tối mai mới về, em ở nhà ngoan nhé. Không được nói chuyện với thằng khác đấy. Anh này, đi về nhớ mua gì cho em đấy. Bắt đền tại xa em. Anh biết rồi, cưng à." Đạt trở về ăn mặc thật bảnh bao, người đầy mùi dầu thơm lãng tử đi ra ngoài. Đạt cũng ra ngoài lúc 8 giờ, nhưng không phải đi công tác, mà là đi với cô tình nhân kế bên công ty. Cả hai chẳng biết đi đâu mà rẽ vào khách sạn. Không may là Vân đã nhìn thấy. Vân vội tấp xe bên góc đường, lấy điện thoại ra chụp hình lại. Đúng là bản lĩnh của một kế toán, không ồn ào đánh ghen mà điềm tĩnh lưu lại bằng chứng. Dù điềm tĩnh cũng không kiềm được những giọt nước mắt. Vân điện thoại cho Đạt. Tiếng chuông dài đến hết cuộc gọi vẫn không bắt máy. Vân liền gửi hình ảnh đã chụp qua cho Đạt kèm theo tin nhắn. Anh đi công tác mà vậy đây sao? Đi cùng cô xinh tươi vào khách sạn nhỉ? Chỉ thấy Đạt đã xem tin nhắn nhưng không trả lời. Vân lại tiếp tục nhắn. Người ta nói anh lăng nhăng, tôi không tin. Giờ tôi mới thấy tận mắt. Đủ rồi, chia tay đi. Đạt đã đọc hết tin nhắn nhưng không trả lời vì đang bận vui vẻ bên cô nhân tình. Vân mất hết niềm tin và quyết tâm dứt khoát về tên lằng nhằng đó. Vân vừa đi về vừa khóc sướt mướt cả đoạn đường. Nếu hôm nay cô không đi gặp bạn thì làm sao thấy được cảnh này chứ? Lần này Vân rất quyết tâm, về khóc một trận tới tận 2 giờ sáng rồi lăn ra ngủ. Đến sáng mặc một chiếc váy thật đẹp, trang điểm chỉnh chu càng làm Vân rạng rỡ hơn gấp trăm lần. Vân nghĩ là phải thật đẹp, thật thành công để hắn ta phải hối hận. Thừa biết Vân sẽ chia tay Đạt nên hắn ta lại giở trò nịnh nọt. Đạt mua sẵn bó hoa lớn đứng trước cổng đợi Vân. Vừa thấy Vân, hắn liền chạy đến xin lỗi không ngớt lời. Anh xin lỗi em, đêm qua anh quá chén, anh chỉ xem cô ta như ăn bánh trả tiền thôi nên... Anh im đi, tôi không tin anh nữa, tôi đã nói rồi, chia tay đi. Anh xin lỗi, em đừng như vậy được không? Vân, Vân. Vân bỏ đi một mạch, chẳng thèm đoái hoài đến Đạt. Hắn cũng chẳng thèm đuổi theo, vì bản thân hắn cũng đang rất bực. Nếu không vì Vân xinh đẹp, con nhà gia giáo, thì hắn cũng đã thay Vân như thay áo rồi. Có lẽ trong những cô tình nhân thì Đạt dành tình cảm cho Vân nhiều nhất,
và Vân có lẽ cũng là cô người yêu đẹp nhất. Về nhà, Vân nghĩ về kẻ phụ bạc mình, làm Vân buồn đến phát khóc. Trong lúc đang ngồi khóc thút thít thì cô chợt nhớ ra gì đó rất quan trọng. Vân chạy đến học tủ, liền lấy que thử thai vào thử. Vân không tin vào mắt mình khi hai vạch. Trong lúc đang nhớ về Đạt thì Vân nhớ đến mình đã mất kinh hơn một tháng nay. Bây giờ thử que thì đã thấy mang thai với Đạt, làm cô càng thêm hụt hẫng. Cô nghĩ rằng do thử lúc buổi tối như vậy thì không chính xác, sáng mai vừa ngủ dậy mới là chính xác nhất. Vân tự trấn an rồi thiếp mình vào giấc ngủ. Sáng hôm sau cũng là hai vạch, không khác gì hôm qua. Vân cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ, không lẽ nào cuộc đời Vân cứ phải dính với Đạt. Vân quyết định nói chuyện này cho mẹ biết. Mẹ liền khuyên Vân rằng, dù gì đi nữa, con cũng phải nói chuyện này cho nó biết. Nếu như nó chối bỏ trách nhiệm thì mình tính sau. Vân nghe theo lời mẹ, đã nhắn tin để gặp riêng Đạt. Gặp Vân, hắn liền nắm tay, làm như ăn năn lắm. Vân ơi, hôm nay em chịu gặp anh mừng lắm. Em tha lỗi cho anh nhé, anh đã hối hận lắm rồi. Tôi có thai rồi. Vân không chần chờ mà vào thẳng vấn đề. Vân nghĩ rằng Đạt sẽ chối bỏ trách nhiệm nên liền cười xách mép. Chưa kịp nói tiếp, Đạt đã lên tiếng. Vậy mình cưới nhau nha em. Câu nói của Đạt làm Vân há hốc vì bất ngờ. Vân không tin rằng người lăng nhăng như Đạt lại chịu trách nhiệm với đứa con, làm Vân có phần xúc động. Thấy Vân cứ ngơ ngác ngơ người ra, Đạt lại nói tiếp. Chiều nay anh sẽ qua thưa chuyện với hai bác, anh sẽ lo cho mẹ con em. Thôi em về nghỉ ngơi đi, yên tâm, có anh ở bên cạnh em mà, anh sẽ không bao giờ để mất em đâu. Những lời nói êm tai của Đạt làm Vân một lần nữa tin tưởng. Cả hai cuối cùng cũng tổ chức xong lễ cưới. Lúc này mọi hờn trách của Vân đối với Đạt đều tan biến thành mây, chỉ còn lại một cô vợ tin tưởng tuyệt đối chồng. Vân cứ nghĩ đơn giản là Đạt thương con nên có trách nhiệm và chọn cô để đồng hành đến suốt cuộc đời. Đạt cũng đề nghị Vân nghỉ việc ở nhà để dưỡng thai và tiện bề chăm sóc cho con cái sau này. Công việc ngoài kia cứ để mình Đạt bươn trải là đủ rồi. Thời gian 1-2 tháng đầu thì tình cảm của vợ chồng êm đẹp. Đến những tháng sau này thì Đạt lại tiếp tục dở thói cũ, đi đêm về muộn. Điện thoại lúc nào cũng thuê bao, đến nỗi nghe câu nói mặc định của tổng tài mà Vân phát ngán. Trong thời gian thai kỳ, cần sự quan tâm, chăm sóc của chồng mà chẳng thấy đâu. Nhưng cũng may mắn khi mẹ chồng cô ở quê lên để chăm sóc cô. Mẹ chồng Vân sống rất thoải mái và hướng ngoại. Bà góa chồng từ lúc Đạt lên 10, ở vậy đến giờ. Chồng thì không có, nhưng nhân tình thì bà không thiếu. Ở quê, bà quen rồi, qua đêm với biết bao người đàn ông, ở nhà một mình tự do, không vướng bận con cái. Bà chỉ có mình Đạt là con trai, con gái thì cưới chồng xong, cũng theo chồng. Có bà quanh quẩn ở nhà, mà tiền thì Đạt gửi về tiêu không hết. Thuở nhỏ, Đạt cũng không lạ lẫm gì việc mẹ dắt người đàn ông lạ mặt nào đó về nhà qua đêm. Có khi sáng ra, Đạt còn thấy ông đấy cho tiền mẹ, cho tiền chị em Đạt. Chắc vì từ nhỏ đã thấy mẹ mình trăng hoa với nhiều người đàn ông, nên Đạt cũng bị ảnh hưởng theo lối sống tiêu cực đó. Hôm đó đã 12 giờ khuya, Vân tìm cách liên lạc với Đạt, nhưng mà vẫn thuê bao. Cô đợi mà ngủ quên luôn trên ghế. Mẹ chồng thấy vậy, liền gọi cô dậy vào giường mà nằm. Này, Vân, sao không vào phòng mà ngủ? Bụng lớn rồi, ngủ ngoài này không được đâu. Dạ mẹ, con đang đợi anh Đạt về. Ôi dào, kệ nó đi, không lẽ nó không về thì mày ngủ ngoài này luôn sao? Dạ, mà anh Đạt không nghe máy, con lo quá mẹ ạ. Thì nó đi công việc, chắc đang họp hành gì đó. Họp gì mà giờ này mẹ, nó họp với gái đó. Con này hỗn láo, chồng mày đi kiếm tiền cực khổ nuôi mày, nuôi con, mà mày ở đây còn mặt nặng mày nhẹ à? Ông dạ, con xin lỗi, tại con sốt ruột thôi, anh Đạt hay trăng hoa lắm. Ai nói, thế ai bảo mày thế? Dù nó có trăng hoa đi nữa, nó là đàn ông, có 5 thê 7 thiếp cũng được. Mày là vợ, không được nói đến nó nghe chưa?
Không lẽ chồng con ngoại tình mà mẹ cũng ủng hộ sao ạ? Ừ, miễn là nó nuôi mày thì mày không được quyền nói nó. Giờ thì con biết Đạt giống ai rồi ạ. Mẹ Đạt tức giận tát mạnh một cái vào má Vân. Vân vừa ngóc đầu lên thì thêm một cái tát trời giáng nữa. Vân ôm mặt khóc, mếu máo nói: Con không sai gì cả, là thân phận đàn bà như nhau, sao mẹ không thương con chứ? Mẹ còn ủng hộ con mẹ ngoại tình. Láo xược, nó là con trai tao, tao nhìn mày còn phát chán, nói gì thằng Đạt. May là nó không tống cổ mày ra đường. Vừa dứt câu thì Đạt cũng về tới. Nghe tiếng chuông cửa, mẹ hắn liền chạy ra mở cổng. Bà ta khóc nức nở, dù không rơi giọt lệ nào, còn ôm má nói: Đấy, Đạt ơi là Đạt, mày vào xem vợ mày, nó chả treo, nó còn tát mẹ đây này. Sao thật không mẹ? Không cần đợi mẹ trả lời, Đạt chạy ngay vào gặp Vân. Vân vừa đứng dậy đã bị Đạt tát vào má một cái, đến ngã lại xuống ghế. Vân khóc tức tưởi nói: Tại sao anh đánh tôi? Mày hỗn với mẹ chồng, còn dám đánh mẹ chồng à? Hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học. Đạt cứ hết tát rồi đánh vào mặt Vân, làm cô không kịp trở tay, chỉ biết nằm cắn răng chịu đựng. Mẹ hắn liền thấy lo sợ Vân sẽ gặp chuyện gì nên liền đến ngăn cản. Thôi, Đạt như vậy là nó biết sợ rồi. Nó đang bầu bí mà con nặng tay như vậy, nguy hiểm lắm con ạ. Đạt nghe lời mẹ mới dừng tay, còn chỉ tay thẳng vào mặt Vân, cảnh cáo: Tao nói cho mày biết, nếu như tao không nghĩ đến đứa con trong bụng mày, là tao á, đã đánh cho mày như tử rồi. Liệu cái thần hồn đấy. Nói xong, Đạt đi ra sau bếp, định ăn cơm, thì nghe tiếng mẹ hắn gọi lớn: Đạt, mày ra xem vợ mày sao này, nó ngất rồi. Nghe mẹ nói thế, hắn liền hốt hoảng chạy ra, hắn gọi liền cho xe cứu thương. Khi lên xe, hắn cũng không quên diễn kịch là một người chồng lo lắng cho vợ. Hắn nắm tay Vân và nói những lời yêu thương Vân lắm. Vợ ơi, em có sao không? Sao đi đứng không cẩn thận gì mà để ra nông nỗi này hả? Vân nghe được hết những lời giả tạo mà mẹ con Đạt diễn trước mặt mọi người. Nhưng vì sức lực quá yếu nên Vân không thể nào mở mắt lên mà trả lời hay biện minh cho mình được một lời nào. Trước mặt các y bác sĩ, hắn ta diễn quá giỏi vai một người chồng tốt lo lắng cho vợ. Hắn sớm biết bác sĩ sẽ phát hiện ra được các vết bầm trên người là do tác động vật lý từ bên ngoài, nên vội vàng đem tiền ra để mà lấp liếm. Ở đó có bao nhiêu người, hắn chỉ hết bấy nhiêu, nên họ cũng im lặng cho qua và không ngừng khen ngợi hắn. Bác sĩ thông báo: Không sao, vợ anh vẫn bình thường, nhưng đừng để gặp sự cố gì nữa, sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ lẫn con đấy. Dạ, tôi biết rồi thưa bác sĩ. Bác sĩ rời đi thì mẹ hắn và hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn nói với mẹ: Xém chút là mang họa rồi. Đấy, con làm gì cũng phải từ từ thôi, xém chút ảnh hưởng tới cháu nội đích tôn của mẹ rồi đấy. Đạt vào trong thì thấy Vân đã tỉnh lại. Vân thấy Đạt liền nhìn sang một bên khác. Đạt làm như chưa từng có chuyện đánh Vân và nói chuyện bình thường. Vợ này, vợ đỡ hơn chưa? Tôi muốn về nhà mẹ tôi. Vân nói giọng thều thào. Không được, vợ bây giờ đang yếu lắm. Ba mẹ thì có tuổi rồi nên không làm phiền ba mẹ được. Để chồng đưa vợ về chăm sóc. Mấy người giường bên cạnh liền tấm tắc khen. Chị này khéo quanh chồng, vừa thương vợ, vừa thương ba mẹ vợ nữa chứ. Đúng là có phước mà. Được nhiều người khen ngợi, Đạt còn đắc chí hơn và càng thể hiện sự quan tâm Vân hơn. Còn Vân thì cảm thấy kinh hãi vì vừa trải qua một trận thừa sống thiếu chết như vậy. Trở về nhà, Vân lạnh lùng, chẳng thèm nói lời nào với mẹ con hắn ta. Nhưng Đạt là một tên khôn khéo, hắn ta rất biết nương theo chiều gió. Thấy Vân giận dỗi và hắn biết mình sai, nên những ngày sau, ngày nào cũng trở về đúng giờ. Cứ mỗi lần về là hắn đem theo một bó hoa, viết trong thiệp vài dòng chữ lãng mạn, kèm theo một món ngon để vợ hắn bồi bổ. Tất nhiên là hắn không quên quay phim lại những sự chuẩn bị của hắn để đăng lên mạng xã hội sống ảo. Mọi người vào ca ngợi, tán thưởng hắn, làm hắn càng thêm phấn khích. Với sức lan truyền của mạng xã hội, Đạt nhanh chóng trở thành người chồng quốc dân trong mắt mọi người
và là tượng đài mơ ước của bao nhiêu cô gái. Về phần Vân, Vân không thể về nhà trong bộ dạng tệ hại như vậy, nên cũng đành ở lại chịu đấm, ăn xôi để sinh con. Vân đọc những bình luận khen ngợi từ phía dân mạng, nên cũng thấy tự hào phần nào về chồng của mình. Tất nhiên là Vân sẽ nhanh chóng tha thứ cho những việc mà Đạt đã đối xử với cô. Một tháng trôi qua với không có sự biến động gì. Ngày mai là tới ngày đi sinh, nên Vân chuẩn bị tươm tất đồ đạc để cùng mẹ chồng và chồng vào bệnh viện. Vì đang mang thai con trai nên rất được Đạt và mẹ chồng thương, nhưng chỉ là thương cháu thôi. Vào sinh, bác sĩ trở ra thông báo: "Ai là người nhà của Lê Thị Vân?" "Dạ, tôi đây bác sĩ." "Vợ anh do quá yếu nên không thể sinh thường được. Bây giờ gia đình ký giấy xác định mổ thì mới cứu được cả mẹ lẫn con." Mẹ Đạt liền lên tiếng nói: "Đẻ thường đi, không ký gì hết. Đẻ mổ không tốt cho cháu tôi." Đạt cũng có ý như mẹ hắn, cũng lên tiếng nói: "Dạ bác sĩ, sinh thường đi ạ." Bác sĩ lắc đầu nói: "Vậy là cô và anh vẫn quyết định sinh thường mà không chọn sinh mổ để cứu mẹ." "Dạ." Hai mẹ con Đạt đồng thanh nói: "Được rồi, chúng tôi sẽ làm hết sức có thể." Bác sĩ bỏ đi vào phòng, mẹ con Đạt thì ngồi ngoài đợi. Đến khi có thông báo được vào thăm thì mới biết là Vân sinh mổ. Dù cả hai mẹ con rất tức giận, nhưng sợ Vân biết việc này nên mới im lặng, giấu đi không làm ầm lên. Đạt thì đang là người chồng quốc dân nên cũng không dám manh động gì, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng. Bước vào, thấy con trai hắn, hắn liền lại gần nhanh chóng muốn bế. Vân chưa biết gì nên vẫn rất vui vẻ và ngập tràn trong hạnh phúc. Ngày ra viện, bác sĩ đã tranh thủ đến gặp riêng Vân, nói chuyện trong lúc Đạt làm thủ tục xuất viện. Bước vào phòng, bác sĩ ngồi kế bên Vân nói: "Em đã thấy khỏe chưa?" "Dạ, cảm ơn bác, nhờ bác mà em cảm thấy khỏe hơn rồi ạ." "Bác nghĩ là bác nên nói với em chuyện này." "Dạ, em nghe ạ." "Về việc chồng em và mẹ anh ta, em nên xem xét lại. Hôm vào sinh vì em quá yếu nên không thể sinh thường. Nếu sinh thường thì chỉ cứu được con. Bác đã nói với hai mẹ con là ký giấy cho em mổ, nhưng họ đã không chấp nhận việc đó. Không còn cách nào, bác đã tự động mổ cho em. Em nên xem lại sự lựa chọn của mình. Bác đi đây." "Dạ, em cảm ơn bác." Vân nghe xong mà tay chân bùn rùn. Không ngờ là mẹ con hắn ta chỉ cần cháu mà không xem Vân ra gì. Trong lúc thập tử nhất sinh, dành sự sống mà hai mẹ con hắn đành đoạn đẩy cô vào cửa tử. Vân bây giờ quá yếu nên không thể tự mình rời đi được, nên đã điện thoại cho mẹ đến. Vân không nói cho mẹ biết chuyện mình vừa nghe được, mà chỉ thông báo đơn giản là đã sinh rồi để mẹ cô đến phụ cô chăm nom. Vân thừa biết Đạt sẽ không buông tha cho cô đâu, nếu đi cũng sẽ cướp con của cô, nên cô đành câm lặng đợi thời cơ thích hợp mới nói sau. Mẹ Vân tới viện thấy cháu cũng ấm bồng, chào hỏi với xui ra và chẳng quên khen ngợi con rể hiếu thuận của mình. Thấy mẹ vào, Vân liền lên tiếng nói: "Vì mới sinh con xong nên em muốn về mẹ ở một thời gian để tiện cho việc ở cữ." Đạt liền lên tiếng: "Không được, ở nhà em chật chội lắm, còn vợ chồng thằng Lâm ở đấy nữa, anh thấy không tiện. Có bà nội chăm rồi thì để bà ngoại ở nhà cho khỏe đi." Mẹ Đạt cũng vội chen vào: "Đúng đấy, chị xui bình thường cũng bận lắm, nếu rảnh qua thăm cháu là được rồi. Con để mẹ con ở nhà nghỉ ngơi đi Vân ạ." Mẹ Vân nghe được những lời nói êm tai của hai mẹ con nhà Đạt nên cũng yên tâm rồi đồng ý theo. "Đúng đó Vân, con có chồng và mẹ chồng tốt như vậy còn lo gì nữa." Đạt thừa thắng xông lên, biết mẹ vợ chỉ thích tiền nên liền đem tiền ra làm bàn đạt cho mục đích. "À mẹ vợ ơi, hôm trước con nghe chiếc xe mẹ nó cũ quá, cứ hư mãi. Để xong con sắm cho mẹ chiếc xe mới mẹ nhé, để mẹ còn tiện qua chăm cháu." Nghe con rể nói sẽ mua xe cho mình nên mắt mẹ Vân sáng rỡ, liền vui vẻ trả lời: "Trời ơi, quả là con rể hiếu thảo mà. Hôm đó nói chơi với ba mày mà nó để ý, nó mua thiệt đây này.
Còn Vân nhà mẹ quả là có phước mà. Vì người mẹ ham tiền của mình mà Vân đành câm nín, không làm theo kế hoạch được. Khoảng thời gian ở cữ, mẹ chồng cũng chẳng có chăm sóc Vân. Việc cho con bú, thay tã sữa cũng một tay cô lo. Chỉ khi nào mà Đạt về thì bà mới thể hiện sự quan tâm, chăm sóc cho cháu, cho con dâu thôi. Vì rất thương con của mình nên Đạt hết sức cưng chiều quan tâm Vân. Không những thế, hắn còn lấy lòng Vân bằng cách mua cả bộ trang sức đắt tiền tặng Vân. Vì thấy Đạt đối xử với mình quá tốt nên Vân lại một lần nữa siêu lòng. Cô tự an ủi mình rằng có thể hôm đó bác sĩ nhầm người thôi. Chứ Đạt thương con như vậy thì làm sao mà có thể ác tính như thế chứ. Vậy là Vân đối với Đạt lại vui vẻ như ngày trước. Mặc dù có tức mẹ chồng vì không lo lắng cho mình, nhưng đối với Vân thì mẹ chồng chỉ ở vài tháng nên không có gì là đáng kể. Cũng 3 tháng trôi qua, mẹ chồng cô cũng trở về quê. Lúc này cô mới thấy thoải mái. Ở với mẹ chồng, lúc nào làm gì mẹ chồng cũng để ý, cứ sơ hở là nói là trách, khiến Vân rất áp lực. Đang vui vẻ không được bao lâu thì chồng Vân lại dở thói trăng hoa trở lại. Hôm nay có một cô gái có vẻ lớn tuổi hơn Vân đến nhà bấm chuông. Vừa mở cửa thì chị gái liền nói: "Có phải em là Vân không?" "Vâng, đúng rồi, chị tìm ai ạ?" "Chị là bạn gái của Đạt. Chị nghe Đạt nói em là em gái Đạt mà nay chị mới được gặp. Em thật là dễ thương." Vân nghe xong rất tức giận, chỉ muốn nhảy vào đánh ghen ngay. Nhưng nghĩ rằng chị ta cũng là người bị Đạt lừa dối nên Vân kiềm nén cảm xúc lại. "Mời chị vào nhà, theo em ạ." "Ừ, chị cảm ơn em." "Chị uống nước đi. Thế chị quen anh Đạt được bao lâu rồi ạ?" "Chị quen anh Đạt cũng được 4 tháng rồi em ạ. Vậy mà ảnh không chịu dắt chị về nhà nên chị mới mò tới đây. Chị muốn tạo bất ngờ cho anh ý." "Em mới thấy chị mới là bị ảnh tạo cho bất ngờ đấy." "Em nói vậy là sao? Chị không hiểu." "Thôi, chị đi theo em." Vân dắt chị vào phòng ngủ và chỉ lên chiếc ảnh cưới của cả hai, rồi đến đứa bé đang nằm ngủ ngon lành trên giường nữa. Chị nhân tình liền há hốc mồm rồi quay trở ra ghế uống nước ực hết cả ly. Chị tức giận nói: "Không ngờ hắn ta lại là tên khốn đến thế, phải cho hắn ta biết tay mới được." Nói xong, chị ta liền đứng dậy rồi đi về. Đến cửa, chị ta liền quay đầu lại nói với Vân: "Xin lỗi em, chị không biết là hắn ta đã có gia đình. Nếu chị biết, chị sẽ không bao giờ quen hắn đâu. Tạm biệt em." Vân tức giận đến phát điên. Một mình chăm con đã rất vất vả. Chồng thì suốt ngày gái gú, khiến cô bị trầm cảm. Nhiều lúc tiếng con khóc mà cô liên tưởng như tiếng sư tử đang gầm gừ cô. Cô bỏ mặc thằng bé khóc nức nở trong phòng. Vân ngồi sát tường, ôm đầu hét lên: "Im đi." Tiếng em bé khóc ngày càng lớn. Vân phải mất một lát sau mới trở lại bình thường, rồi vội vào dỗ con nín. Thấy con bú ngoan ngoãn trong vòng tay mình, Vân nhìn con mà mắt đẫm lệ. Lúc thì cười, lúc thì khóc. Đạt vừa trở về nhà thì Vân liền chạy ra ngoài để hỏi tội. "Mày lại quen con nào? Qua mặt tao rồi đúng không? Mày lấy quyền gì mà cấm tao hả? Cái con chết bầm kia." Nói xong, Đạt liền vung tay đánh Vân một cái đến ngã xuống nền nhà. Đạt đè lên người Vân đánh tới tấp, vừa đánh vừa nghiến răng nói: chết đi con tồi." Phải đến một lúc sau hắn mới dừng tay lại, cứ như hắn đang tức giận chuyện gì đó lắm mà không biết chút giận như thế nào. Nhân cơ hội thấy vợ mình nên đánh luôn cho đỡ tức. Đánh hả hê rồi hắn phun nước bọt xuống đất, chống nạnh nói: "Mẹ kiếp, hôm nay con ả kia đến tìm tao đúng không? Nó là cái thá gì mà dám đến công ty tao làm ầm lên chứ? Làm tao mất mặt cả lên. Cũng may là không có giám đốc ở đấy. Giờ về còn gặp mày lên giọng với tao sao? Mày là thằng thối nát, mày có lỗi với tao còn dám đánh tao sao? Tao sẽ về nhà mẹ tao ở." "Mày nghĩ rằng tao sẽ cho mày đi sao? Bổn phận mày là phải ở cái nhà này chăm sóc con cho tao. Nếu như mày đi thì đi một mình để con tao lại." "Không, con là của tao." "Mày dám cãi lời nữa thì đừng trách tại sao tao ác với mày."
Nói xong, Đạt liền bỏ đi, để mặc Vân ở đó trên nền nhà. Đau đớn đứng lên không nổi. Tiếng con khóc đòi mẹ, Vân cố gắng lết vào phòng dỗ con. Ngồi thẫn thờ, Vân quyết định lén đem con bỏ trốn về nhà mẹ. Chứ ở đây, Vân điên lên mất. Vân chẳng cần đem theo bộ quần áo nào mà chỉ vội bế con đi. Sợ rằng Đạt sẽ về không kịp đi mất. Đạt đã khóa trái cửa, hắn ta sợ Vân bỏ đi nên đã khóa lại. Vân ôm con mà khóc nức nở. Mọi việc dồn dập làm Vân như người điên, giờ khóc giờ cười. Vân liền nhớ đến mẹ mình nên điện thoại cho mẹ. Mẹ à, mẹ đến đón con về đi, con không thể sống ở đây được nữa. Sao, có chuyện gì vậy con? Thằng Đạt nó đánh con, nó đi ngoại tình còn đánh con này. Nó khóa trái cửa rồi, mẹ mau qua dắt con về đi. Này, con ơi, con bình tĩnh lại. Thằng Đạt nó là đàn ông mà con. Nó ngoại tình đi chăng nữa, nhưng nó vẫn lo cho mẹ con. Có nghĩa là nó rất yêu thương con. Con bình tĩnh lại đi, đừng dại dột, tội con của con sau này đấy. Mẹ không tin con của mẹ sao? Mẹ tin chứ, nhưng mà con ơi, sắp mùa mưa rồi, nhà mình thì dột. Thằng Đạt nó cho mẹ tiền sửa nhà đây này, mà còn không đủ ấy, mẹ còn tính sinh thêm. Vả lại, thằng em con, nó cũng không chịu được ồn nào, con ở bên đó là tốt nhất rồi. Mẹ, trong mắt mẹ, chỉ có tiền và thằng ba thôi sao? Thôi mẹ bận chút, mẹ cúp máy đây. Tút, tút. Vân cứ ngỡ là khi cầu cứu mẹ, sẽ được mẹ bảo vệ cô. Nhưng không, mẹ cô đã bị những đồng tiền của Đạt mua chuộc rồi. Lúc nào cũng cố hữu trọng nam khinh nữ. Vân luôn là người chịu thiệt thòi trong chính gia đình mình. Ngày cô đi lấy chồng, mẹ chẳng cho cô gì ngoại trừ một chiếc vòng vàng. Vậy mà đám cưới em trai cô, mẹ cho biết bao của hồi môn. Nào là nhẫn vàng, vòng cổ, vòng tay và cả căn nhà mà mẹ cô đang ở. Vì Vân cũng nghĩ thương em mình và nghĩ rằng lấy chồng thì theo chồng, nên cô không tranh chấp những thứ đó làm gì. Nhưng mà không ngờ mẹ cô lại quá nhẫn tâm với cô như vậy. Thằng bé lại khóc ré lên, làm cô càng thêm khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Cô bắt đầu biểu hiện như một người điên. Tiếng khóc của con mình mà cô tưởng tiếng sư tử gầm, rồi nhìn thấy con mình như con sói đang nằm đó chuẩn bị vồ lấy mình. Cô liền đứng dậy, vô thức ôm con bỏ vào máy giặt, rồi vào phòng nằm co ro trên giường. Đạt sau khi đi qua lại với cô nhân tình khác về thì không thấy con đâu, liền đi hỏi. Con tao đâu rồi? Này, nghe không? Con tao đâu? Thầy Vân biểu hiện khác lạ và vẫn không trả lời. Đạt rất muốn đánh cho Vân một trận, nhưng nghĩ lại lúc nãy đã quá tay rồi, nên sợ gây ra chuyện gì lớn mới không đánh Vân nữa. Tưởng Vân đã đưa con về nhà ngoại nên Đạt liền điện thoại cho mẹ vợ và hỏi. Vợ con có đưa cháu về mẹ chơi không ạ? Không, nó lúc nãy còn mới điện thoại khóc lóc đòi mẹ rước nó về đây. Con đi đâu mà không có ở nhà? Dạ, con đi làm. Con thấy tinh thần của vợ con không được ổn định nên khóa cửa cho an tâm đó mẹ. Giờ Vân đang nằm trên giường mà không thấy thằng nhỏ đâu hết. Hỏi gì Vân cũng không trả lời mẹ ạ. Thế để mẹ qua xem thế nào. Vâng, mẹ qua ngay nhé. Nghe thấy tiếng con khóc phát ra từ buồng tắm, Đạt chạy vào thì thấy con đang nằm trong máy giặt. Thay vì hắn ta sẽ vội bế con lên ngay, nhưng không, động thái đầu tiên của Đạt là lấy điện thoại ra quay phim lại. Định bế con lên, nhưng Đạt nghĩ gì đó, liền đặt con xuống máy giặt trở lại, rồi thản nhiên đi ra ngồi uống nước, đợi mẹ vợ đến. Tiếng chuông cửa reo là Đạt biết mẹ vợ đã đến. Hắn ta vội vã dẹp lon nước, rồi diễn một bộ mặt hoảng hốt, lo sợ, chạy ra mở cửa. Mẹ và em trai đi vào thì nghe tiếng thằng bé khóc ré lên thì vội chạy đến bế cháu. Đạt liền làm bộ lên tiếng nói. Trời ơi, con đây rồi, làm ba hết hồn, không ngờ lại trong máy giặt. Mẹ và em trai Vân sửng sốt nói. Còn Vân nó điên rồi, nó bỏ con nó trong máy giặt sao? Con cũng không biết Vân bị gì đó mẹ ơi. Thế nó đâu rồi? Dạ, Vân đang trong phòng ạ. Thế để mẹ vào xem sao. Vừa vào, đã thấy Vân đầu tóc rối xù, mặt thất thần như kẻ điên dại. Mẹ cô liền hốt hoảng nói. Con sao vậy, Vân ơi? Sao lại bỏ con mình vô máy giặt chứ?
Nó là con sói, nó tính cắn con. Con mày mà, mày điên rồi à con ơi? Với sự chứng kiến của gia đình Vân, Đạt đã cố tình để gia đình Vân thấy cảnh này để che giấu cho việc những vết bầm tím trên cơ thể Vân là do Đạt gây ra. Tất cả đã thành công ngoài mong đợi. Đạt thoát được tội đánh vợ lần thứ hai và trở thành một người chồng quốc dân tiếp tục. Hắn đã đăng tải đoạn con hắn trong máy giặt rồi cảnh điên dại của Vân kèm theo những lời nói yêu thương da diết. Anh sẽ mãi mãi ở bên vợ. Vợ ơi, đừng lo, anh và con đợi vợ trở về. Vợ mau hết bệnh nhé, anh yêu vợ. Nhiều lời tán thưởng của mọi người dành cho Đạt hơn. Việc này làm người ta quên đi việc cô gái tình nhân kia đến làm loạn ở công ty. Như một lời minh oan tuyệt vời cho Đạt, điều này khiến Đạt được cấp trên trọng dụng hơn và tăng lương cho Đạt. Tiền càng nhiều, hắn càng dùng tiền để mua chuộc mọi người. Hắn vung tiền cho mẹ vợ để chăm sóc Vân thay hắn. Để không bị phát hiện hay nghi ngờ, cứ tan làm là Đạt sẽ ghé vào viện thăm vợ không sót ngày nào. Những người xung quanh và mẹ vợ đều tấm tắc khen ngợi cách cư xử của Đạt. Mọi việc đối với Đạt cứ như diều gặp gió. Thấy tình trạng vợ khỏe lại, Đạt chẳng mấy vui vẻ, nhưng vẫn thể hiện như vui lắm, rồi trở về với khuôn mặt tức giận, lẩm bẩm. Sao mà con này nhanh tỉnh vậy? Lại phiền nữa rồi. Đạt lái xe dừng trước một ngôi nhà. Bên trong đó có một cô gái trẻ đẹp mở cửa cho hắn. Đạt vừa vào tới đã ôm hôn thắm thiết một cô nhân tình đặc biệt của hắn. Cô gái này là Mai, khá hướng ngoại nên mặc đồ rất gợi cảm và nóng bỏng. Chắc vì thế mà Đạt yêu ái hơn rồi sắm cả nhà cho cô ta để tiện qua lại. Cô nhân tình thấy Đạt không vui, liền hỏi. Sao mà nhìn anh không vui vậy? Còn vợ của anh ý, sắp hết bệnh rồi, lại sắp về nhà rồi. Thì sao chứ, nếu không thích thì ly dị đi. Chưa được. Sao chưa được ạ? Nếu giờ ly dị thì nó sẽ được giành quyền nuôi con và tài sản phải chia đôi. Chưa được. Vậy anh tính làm cách nào? Nếu như nó cứ mãi điên như thế thì thật tốt. Không ngờ anh lại khốn nạn như vậy. Nhưng mà em rất thích anh mà. Nói xong, cả hai cười khúc khích rồi dẫn nhau vào phòng vui vẻ, khoái lạc. Cô tình nhân thấy tâm trạng của Đạt đang tốt, liền hỏi. Vậy anh tính nuôi con luôn sao? Tất nhiên, con anh mà. Cô tình nhân thì không muốn phải nuôi con cho Vân, nên không vui, liền nói giọng nũng nịu trách móc. Nhưng mà em không thích, anh nghĩ đi, rồi sau này con chúng ta nữa thì làm sao? Em yên tâm đi. Thì lúc đó cũng có vú nuôi mà. Anh nhiều tiền như vậy, không lẽ để em phải động móng tay sao? Anh nhớ những gì em nói đấy nhá. Không thôi em giận anh đấy. Anh biết rồi mà, cưng yêu. Công việc của Đạt diễn ra thuận lợi. Danh xưng chồng quốc dân càng ngày càng nhiều người biết đến. Càng đam mê danh vọng, Đạt càng quan tâm Vân nhiều hơn. Nên tình trạng của Vân càng ngày càng tiến triển. Vân dần dần hồi phục sau hơn 2 tháng điều trị. Mẹ Vân vì chăm nom cô nên cũng sụt mất vài cân. Ngày sắp ra viện, Vân nói: Con cảm ơn mẹ, giờ con được về rồi, được gặp con trai rồi. Con khỏe rồi thì tốt, thằng Đạt cũng vất vả lắm đấy. Nó thương con lắm, chắc do con bị trầm cảm sau sinh mới vậy thôi. Thôi, về mà vợ chồng đóng cửa bảo ban nhau con nhé. Dạ, con biết rồi. Để mẹ bảo thằng Đạt. Mẹ Vân điện thoại cho Đạt. Đạt nghe máy. Dạ, con nghe mẹ ơi. Lát nữa, 3 giờ, con Vân nó được xuất viện rồi. Con qua đón nó nhé. Dạ, con qua liền đấy mẹ ạ. Đạt liền ngồi dậy, quăng tiền vào mặt một cô gái Tây đang nằm trên giường không một mảnh vải. Cút. Mặc dù cô gái kia không hiểu Đạt nói gì, nhưng với hành động đó thì cô ta cũng biết là hắn đuổi cô đi. Chỉ là ăn bánh trả tiền nên đối với cô ta không mấy bận tâm. Dù bực tức nhưng Đạt vẫn không quên ghé vào tiệm bánh mua một chiếc bánh xinh với dòng chữ chúc mừng vợ khỏi bệnh. Là một người chồng quốc dân, đối với Đạt là danh tiếng, là bàn đạp cho sự phát triển sự nghiệp, nên Đạt không thể qua loa sơ sài được. Thấy Đạt và con cùng đến viện đón mình, Vân vui mừng rạng rỡ. Cô ôm hôn con thắm thiết
trước sự ngưỡng mộ của mọi người. Vân vừa tự hào, vừa hạnh phúc với mái ấm mà mình đang có sau khi trải qua cơn trầm cảm nặng đó. Ngày nào Đạt trở về cũng đều có cơm nóng, canh ngon đợi sẵn. Vân cũng không còn ồn ào những lúc mà Đạt đi về trễ nữa. Vân sẽ ngồi đợi đến khi Đạt về. Nếu Đạt chưa ăn, Vân sẽ đi hâm nóng lại đồ ăn. Còn nếu Đạt đã ăn rồi thì Vân sẽ nhanh chóng dọn dẹp. Đạt không còn đánh Vân, cũng không về quá muộn nữa. Những lúc về trễ, Đạt sẽ chủ động gọi điện cho Vân, nên tình cảm gia đình rất ấm cúng. Thời gian gia đình hạnh phúc, vợ chồng gần gũi nhiều hơn, nên sớm có thêm tin vui. Vân mang bầu lần hai. Lần này đã có kinh nghiệm, nên Vân tự mình có thể chăm sóc rất tốt, mà không cần có sự giúp đỡ từ mẹ chồng nữa. Vân cũng tự biết tiết chế cảm xúc hợp lý, và hơn hết là Vân cảm thấy có sự đồng hành của chồng, nên cũng hạ sinh một em bé gái thành công. Không thể phủ nhận thời gian này, mọi việc của Đạt đều rất suôn sẻ. Số tiền Đạt kiếm được gấp 10 lần số tiền cũ do Đạt bí mật mở công ty riêng. Vẫn làm công ty ở công ty hiện tại, nhưng Đạt dùng chức vụ và mối quan hệ của mình để kéo khách của công ty về công ty riêng của Đạt. Cô tình nhân trẻ của Đạt lúc nào cũng kè kè như hình với bóng cùng Đạt mỗi khi gặp khách hàng. Nếu như ai hỏi thì Đạt sẽ nói là thư ký riêng của mình. Đêm nay Đạt nói với Vân là có chuyến công tác. Tối nay anh đi công tác, mấy ngày mới về. Vợ ở nhà chăm con ngoan nhé. Vâng, em biết rồi. Anh đi tới nơi, có gì điện thoại cho em. Anh biết rồi, em ở nhà chăm con giúp anh. Sau khi rời đi, Đạt ghé vào nhà tình nhân để rước đi cùng. Bọn họ sẽ bay ra Vinh để ký hợp đồng cùng đối tác lớn. Ngoài việc đi ký hợp đồng cho công ty, thì hắn muốn ký thêm một hợp đồng riêng nữa cho công ty hắn. Lần này là muốn cướp khách hàng, nên hắn rất chú trọng và chiều khách vô cùng. Đạt cùng tình nhân đi vào một nhà hàng sang trọng, được lễ tân hướng lên vòng VIP. Tranh thủ lúc khách chưa tới, Đạt dặn dò Mai, cô tình nhân của Đạt là: đây là một vị khách lớn, em phải cố gắng cùng anh chiều anh ta hết mức để có thể lấy được hợp đồng. Lấy được hợp đồng cho công ty, cho cả anh nữa thì mình giàu sụ đó em. Nhưng mà nếu em ký được hợp đồng cho anh thì anh cho em cái gì? Anh cho em tiền đi mua sắm và một chiếc nhẫn kim cương nhé. Không, em không cần nhiều như vậy. Vậy em cần gì? Em muốn anh đường đường chính chính là chồng em. Anh phải ly dị ả ta đi. Được thôi, anh cũng chán ngán ả ta lắm rồi. Con thì anh nuôi. Gì? Anh còn định đem tận hai đứa nuôi cơ á? Thì con anh không thể để cô ta nuôi được, không xứng đáng để dạy dỗ con anh. Em không muốn, sau này còn con mình nữa thì sao? Đã bảo anh nuôi tất mà. Em... Vừa nói tới đó thì vị khách cũng tới. Ông ta tướng người cao lớn, nhìn bậm trợn, làm Mai có phần cũng hơi khiếp sợ. Giọng nói của vị khách đó thì nghe có vẻ là người rất thô bạo và hung hăng. Xin lỗi, tôi đến muộn. Dạ, không sao ạ. Đối với khách hàng lớn như anh, có đợi cách mấy, bọn em cũng đợi được ạ. Hay, khéo mồm đấy anh bạn. Vị khách nhìn qua Mai, nói đúng hơn là nhìn vào nơi đẫy đà căng mọng của Mai, rồi chẹp giọng mà nói: hôm nay muốn tôi ký hợp đồng thì phải có chút thành ý gì đó nữa đấy. Đạt liền hiểu ý ngay rồi nói: dạ anh, đây là thư ký riêng của em. Mai đây là người rất giỏi chiều chuộng ạ. Phải xem thế nào đã. Mai nhìn Đạt với ý muốn không tiếp vị khách này. Hơn nữa cô ta chỉ dấn thân vì người mình yêu thôi, chứ không muốn qua đường với những tên bậm trợn như vậy. Đạt liền lên tiếng nói: em xin phép ra ngoài để dạy dỗ nhân viên một chút rồi trở vào ngay ạ. Vị khách bậm trợn đó không trả lời mà chỉ thong thả uống rượu rồi gật đầu một cái. Đạt kéo tay Mai ra ngoài. Ra đến ngoài, Mai hất tay Đạt ra nói: anh làm gì vậy? Anh định kêu tôi ngủ với tên hung hăng để anh ký được hợp đồng hay sao? Thì em cũng thấy hắn ta đang muốn em rồi còn gì. Thôi, tin anh đi. Lần này mà ký được hợp đồng cho công ty, anh vừa được thưởng lớn, còn đem được mớ tiền cho công ty riêng của chúng ta nữa. Về, anh sẽ làm thủ tục ly dị cho cô ta luôn. Thật không? Thật mà.
Mà em nhìn hắn ta, em sợ quá, thấy thô bạo sao đấy. Ráng chiều hắn lần này đi, xong việc anh sẽ dẫn em đi mua sắm cho thoải mái luôn. Được rồi ạ. Nói xong, Mai quay vào trong, thấy một lát sau tình hình có vẻ ổn nên Đạt rời đi về khách sạn trước, đợi tin tốt lành của Mai trở về. Đạt vẫn không quên nhiệm vụ phải nhắn tin cho vợ nên liền lấy điện thoại về thông báo. Alo, Vân hả? Em nghe đây ạ. Anh đã đến nơi an toàn rồi, anh nghỉ ngơi một tí rồi sẽ đi gặp khách hàng. Thế ở nhà có việc gì không em? Dạ ổn hết anh ạ. Thôi được rồi, bye vợ nhé. Đạt bây giờ có địa vị, lại giàu có, nên thật ngán ngẩm cái việc đi thưa về trình bày với vợ. Hắn ta đã bắt đầu thực hiện kế hoạch trước đó đã lên. Không biết hắn ta đã tính thế nào, chỉ thấy hắn nhắn tin cho ai đó với dòng chữ: bắt đầu được rồi. Lát sau, Mai trở về khách sạn với bộ dạng mệt mỏi, quần áo xốc xếch. Vừa vào tới phòng, Mai đã quăng sấp hợp đồng vào mặt Đạt, tức giận nói: hợp đồng của mày đây. Sao vậy em, thành công không? Thì mày xem đi. Đạt chẳng quan tâm đến bộ dạng không còn miếng sức lực của Mai, mà chỉ quan tâm đến hợp đồng. Thấy hợp đồng đã được ký, hắn ta liền hôn Mai để nịnh nọt, liền bị Mai tát cho một cái. Đạt tức giận liền mắng: sao mày tát tao? Mày chỉ biết đến cái hợp đồng của mày thôi. Điều đầu tiên mày quan tâm cũng chỉ là cái hợp đồng. Mày chẳng thèm đoái hoài gì đến tao. Thì anh cũng đang quan tâm em đấy thôi. Anh nói rồi, anh dắt em đi mua sắm mà. Mày tưởng tao cần sao? Mày thì làm sao thấy được cái thú tính của thằng đó chứ? Mày biết nó đã hành hạ tao cỡ nào không? Thấy Mai tức giận như vậy nên Đạt cũng hạ giọng xuống an ủi: anh cảm ơn vợ, để chồng xoa dịu nỗi đau cho vợ nhé. Thôi, tao không cần, để tao yên. Nó đã làm tao khốn khổ lắm rồi. Vậy vợ nghỉ ngơi lát đi, rồi một tí anh dẫn vợ đi mua sắm nhé. Đạt rất vui. Thật ra hắn chỉ quan tâm đến cái lợi ích mà hắn sẽ có thôi. Còn việc Mai có như thế nào thì hắn cũng chả quan tâm. Vốn dĩ đối với hắn thì gái hắn cũng không thiếu. Bên cạnh nhà Vân có một người hàng xóm mới dọn đến. Anh này là Tâm, năm nay cũng trên 35 tuổi. Vẻ ngoài Tâm rất thư sinh và thân thiện. Ngày mới dọn đến, anh Tâm còn biếu quả Vân một ít hoa quả làm quen. Đang loay hoay rửa chén thì bóng đèn bị hư. Vân không biết làm thế nào nên bèn chạy qua nhờ Tâm. Anh Tâm ơi, nhà em bóng đèn hư rồi, có thể nhờ anh qua giúp được không ạ? À, được, anh liền qua đây. Vân đứng định ghế cho Tâm sửa bóng đèn. Hai người cười cười nói rất vui vẻ. Có vẻ Tâm là người rất hoạt bát nên dễ gây thiện cảm với người nói chuyện cùng. Nhà thường hay vắng bóng chồng nên có đàn ông giúp đỡ mấy việc điện nước thì Vân rất biết ơn. Vân liền ngỏ ý mời Tâm ở lại ăn trưa cùng. Cảm ơn Tâm đã giúp Vân sửa bóng đèn. Hay trưa nay Tâm ở lại ăn trưa cùng Vân nhé. Cũng được, sớm giờ Tâm cũng chưa kịp nấu gì. Cảm ơn Vân. Vân phải cảm ơn Tâm mới đúng. Đợi Vân lát, Vân dọn đồ ăn ra ngay. Hai người đang ăn thì Đạt trở về. Vân liền bỏ đũa chạy ra đón. Vừa vào, Đạt đã tát Vân một cái đau điếng. Đạt buông lời chửi rủa: tao đi cực khổ kiếm tiền, mày ở nhà dắt trai vào nhà à? Không phải đâu, đây là Tâm hàng xóm vừa chuyển đến. Nhà bị hư điện nên nhờ Tâm qua sửa thôi. Tâm thấy vậy cũng liền lên tiếng phân trần: anh bình tĩnh lại, tôi là Tâm mới dọn đến. Tôi với Vân không có gì hết. Chị nhờ tôi sửa điện giúp rồi mời ăn để cảm tạ thôi. Ồ, tôi xin lỗi, tôi ghen tuông vớ vẩn quá. Đạt díu Vân đứng dậy rồi díu dít xin lỗi: anh xin lỗi vợ, anh vì quá yêu em mới vậy. Anh có đem quà về cho vợ đây. Anh này nóng tính thật đấy. Sáng hôm sau khi Đạt đã đi làm thì Tâm liền đem một phần đồ ăn sáng qua gọi cửa Vân. Vân ơi, có chuyện gì không anh Tâm? Tôi thấy anh nấy chuyện hôm qua quá nên đem một phần ăn sáng biếu Vân, coi như thay lời xin lỗi. Trời ạ, có phải lỗi tại anh đâu. Tôi rất đồng cảm với cô, vì mẹ tôi cũng đã trải qua một khoảng thời gian bị ba tôi bạo hành. Ông ta rất lăng nhăng, gái gú, còn hay kiếm cớ đánh đập mẹ tôi. Mãi tận sau này, khi ông mất rồi, mẹ tôi mới thoát khỏi đòn roi. Tôi...
Thôi, Vân ăn đi, tôi về. Cần gì cứ gọi nhé, đừng ngại. Vì hiện tại tôi chưa có việc làm. Vân bị Tâm nói trúng tim đen nên chạnh lòng, nhưng Vân nhanh chóng quên đi vì đã khá lâu rồi không còn thấy Đạt năng nhăng với cô gái nào nữa. Tình cảm đang rất tốt nên Vân chẳng nghi ngờ hay bận tâm gì cả. Chợt nhớ đến lọ thuốc mà Đạt mua cho Vân. Đêm qua, Đạt có luôn miệng nhắc là uống thuốc bổ vào giúp đẹp da, nên Vân liền uống một viên. Đạt nhắc cứ một cữ, một viên sẽ tốt cho sức khỏe, nên Vân cũng uống rất đều đặn. Tan làm về như mọi khi, Đạt đều ghé nhà cô Mai, tình nhân của mình. Hôm nay, Mai liền hỏi han chuyện ly dị của Đạt. Anh làm thủ tục chưa? Chưa. Tại sao lại chưa? Thì sao? Em phải để tôi có thời gian chứ. Tôi đang làm cho mụ ta phát điên trở lại rồi. Thật không? Thì em đợi đấy mà xem. Khi Đạt chở Mai đi trên đường, vô tình bị Vân bắt gặp cảnh này. Vân liền bị xúc động mà ngồi bệt xuống đất khóc lớn trên đường. Vân không kiềm chế được cảm xúc mà ngồi la khóc dữ dội, cứ hét lên rồi lại chửi rủa Đạt. Nhiều người đi đường không biết chuyện gì nên cũng sợ hãi mà né qua một bên. Có người ngỏ ý muốn giúp đỡ cũng bị Vân thể hiện thái độ hung hăng, làm người đó sợ khiếp vía cũng bỏ đi. Tình cờ Tâm cũng đi chợ gần đó, thấy Vân liền lập tức chạy lại trấn an. Vân, Vân, em bị sao vậy? Anh Tâm đây. Vân nghe thấy Tâm nên cũng bình tĩnh hơn lúc nãy. Vân dụi mắt đứng dậy, Tâm liền hỏi tiếp. Có chuyện gì vậy Vân? Em thấy tên chồng khốn nạn của mình đi cùng người khác. Có hiểu lầm gì không? Không, hắn ta đã nhiều lần ngoại tình lắm rồi. Vậy thì Vân xem sao mà bỏ quách anh ta đi. Đã ngoại tình còn có thói vũ phu nữa. Thôi, Tâm đưa Vân về nhà. Đi cùng Tâm về nhà, Vân vào phòng nằm nghỉ mà hai đứa con thì cứ đòi mẹ. Vân phát cáu, quát lên. Chúng mày có im đi không? Trời ơi! Biểu lộ cảm xúc của Vân như lúc mà cô bị trầm cảm. Thấy Tâm nhắn tin cho Vân. Vân cẩn thận, chồng cô vừa giết cô nhân tình kia rồi, đang trên đường trở về đấy. Vân liền hốt hoảng, điện thoại liền cho Tâm. Anh nói gì? Chồng tôi giết người sao? Đúng vậy, người hắn vẫn còn đẫm máu đấy, còn đang cầm dao đi thẳng về nhà đó. Nhưng lúc nãy tôi còn vừa thấy hắn chở cô ta mà. Nghe đâu cãi vã nhau lớn lắm rồi hắn giết cô ta luôn. Cô nên cẩn thận. Thôi, tôi cúp máy đây, sợ hắn phát hiện. Tôi đang đi sau lưng hắn. Vân trong lúc hốt hoảng không biết thế nào liền chạy ra bếp lấy ngay con dao. Thấy tiếng Đạt kêu cửa, Vân không mở cửa mà chỉ đứng chìa dao ra trước phòng vệ. Đạt cứ đập cửa liên tục không thấy mở nên đã quyết định phá cửa xông vào. Cửa bị phá, trước mặt Vân là công an cùng với Đạt. Quần áo tươm tất, chẳng có máu me gì như Tâm kể cả. Đạt không có biểu hiện gì là hung thủ vừa gây ra án mạng, mà chỉ thấy Vân là người đang cầm dao chĩa về phía mọi người với biểu hiện không được bình tĩnh. Công an nói, bỏ dao xuống. Đạt cũng thừa cơ hội lên tiếng. Em làm gì vậy? Sao lại cầm dao? Vân trố mắt hỏi. Không phải anh giết người sao? Không phải anh vừa gây ra án mạng sao? Em nói gì thế? Anh làm gì đâu? Công an liền ập vào, khống chế còng tay Vân. Vân giãy giụa hung hăng. Thả tôi ra, mấy người làm gì vậy? Sao lại bắt tôi? Chúng tôi nghe báo cô có biểu hiện không được bình thường, nên chúng tôi mới đến đây thì thấy cô đang cầm dao đe dọa. Chúng tôi cần đưa cô về kiểm tra. Không, tôi có gì mà không bình thường chứ? Vân la hét, nằm bệt xuống sàn nhà khóc lóc. Tinh thần cô có chút hoảng loạn. Vân không biết tại sao, kể từ khi cô uống thuốc bổ của chồng đem về, là người khá nóng nảy và hung hăng. Đạt liền lên tiếng nói. Xin các anh tha cho vợ tôi. Vợ tôi đang bị trầm cảm nên đang uống thuốc an thần ạ. Đâu, thuốc đâu, đưa chúng tôi xem. Dạ, đây thưa các anh. Đạt đưa cho công an hộp thuốc mà Vân uống. Mặc dù bên trong vẫn là thuốc bình thường mà Vân uống, nhưng bên ngoài đã thay vỏ là thuốc an thần. Vân liền nói. Anh nói gì vậy? Anh nói với tôi, đây là thuốc bổ mà. Em tâm lý không bình thường nên anh mới nói với em, đây là thuốc bổ để em uống. Công an kiểm tra thì liền thấy đây rõ ràng là thuốc an thần.
nhận thấy lời nói của Đạt là hoàn toàn đúng, nên công an giải Vân đi. Đạt liền xin bảo lãnh cho Vân ra để điều trị bệnh. Trong mắt mọi người bây giờ, Đạt là một người chồng hết mực yêu thương vợ. Vân bị đưa đến bệnh viện nơi cô điều trị bệnh trầm cảm trước đây. Cô ngồi co ro, khóc nức nở. Đến khi mẹ Vân vào tới thì Vân mới lên tiếng nói: "Mẹ ơi, tụi nó gài con." "Ai gài gì con? Em nói gì vậy Vân?" Đạt lên tiếng nói. "Mày còn dám hỏi tao sao? Mày đã kêu thằng Tâm báo tin giả cho tao để gài tao vào chồng. Mày còn ác nhân đến nỗi lừa tao uống thuốc an thần để tao điên dại. Mày khốn nạn lắm." "Anh xin lỗi đã lừa em uống thuốc, vì muốn tốt cho em thôi. Em đã bị bệnh lại mấy tháng nay, anh không muốn cho mẹ biết sẽ lo cho em, nên chỉ đành có cách vậy để em uống thuốc thôi." Mẹ Vân thấy Đạt nói vậy cũng chẳng có chút nghi ngờ, vì bà biết Vân từng bị trầm cảm nặng mà. Bà không tin nửa lời Vân nói, chỉ nhìn Vân rồi lắc đầu bất lực. Vân biết rằng bây giờ không ai tin cô cả, nên cô chỉ còn cách ngoan ngoãn thực hiện điều trị ở đây để sớm có ngày trở về thôi. Tên Đạt rất biết lấy lòng mọi người xung quanh. Hắn ta chi tiền mua rất nhiều hoa quả bánh kẹo để biếu các bệnh nhân cùng phòng. Lấy lòng dư luận thành công thì không có gì có thể cản trở hắn nữa. Hắn sẽ đường đường chính chính được ly dị, giành được quyền nuôi con, và hơn nữa còn không phải chia tài sản của mình cho ai hết. Vì hiện giờ Vân không đủ năng lực để thừa kế và nuôi con. Kế hoạch thành công, Đạt liền chuyển khoản cho Tâm một số tiền khá lớn, kèm theo câu nhắn: "Xong việc." Tâm nhận tiền mà trong lòng cắn rứt lương tâm. Tâm biết mình đã sai khi lừa gạt một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Vì đồng tiền mà anh bán rẻ lương tâm. Suốt thời gian tiếp xúc với Vân thì anh thấy Vân là một người tốt, rất giỏi giang lại chu đáo. Đã hy sinh sự nghiệp mình để lui về lo cho chồng con thì lại gặp phải một tên chồng tồi tệ. Theo kế hoạch thì Tâm sẽ bỏ đi nơi khác để tránh bị trả thù, nhưng Tâm vẫn quyết định ở lại để đợi ngày gặp Vân xin lỗi. Đêm hôm đó, Vân quyết định phải tìm Tâm để hỏi tội. Đợi mọi người đang ngủ, Vân trèo tường bỏ trốn. Vân bấm chuông cửa nhà Tâm. Tâm thấy ai đã đêm rồi cứ bấm liên tục, nên mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Vừa chưa kịp nhìn đã bị Vân nhảy vổ vào người, khiến cả hai té sõng xoài. Vân liền bóp cổ Tâm nói: "Tại sao anh dám gạt tôi?" "Cô bình tĩnh đã, tôi xin lỗi." "Không có xin lỗi gì hết, anh phải chết." "Cô bình tĩnh đã, tôi có cách giúp cô." "Cách gì?" "Cô buông tôi ra đã." Vân nghe vậy mới chịu buông Tâm ra. Tâm liền nói tiếp: "Tôi rất xin lỗi, tôi rất cắn rứt lương tâm nên mới ở đây đợi cô. Tôi sẽ giúp cô để chuộc lỗi." "Cách như thế nào? Làm sao tôi có thể tin anh được nữa?" "Tôi đã có thể cao chạy xa bay rồi, nhưng tôi vẫn ở đây để đợi cô. Nếu tôi lừa gạt cô thì dù gì cô cũng là một người bị trầm cảm. Nếu cô giết tôi thì cô cũng đâu bị tội gì." "Cũng đúng, anh nói xem thế nào." "Còn nhớ hôm tôi sửa bóng đèn cho cô chứ?" "Vẫn nhớ." "Hôm đó tôi đã bí mật lắp camera để thu lại bằng chứng. Thật ra đó chỉ là cách tôi phòng vệ khi hợp tác với một con người thủ đoạn như vậy thôi. Trong đó sẽ có bằng chứng hắn đổi vỏ thuốc của cô, có ghi âm được hôm cô nói chuyện điện thoại với tôi. Dù gì đó sẽ là bằng chứng cho việc cô không bị trầm cảm mà là do hắn lừa cô. Nhưng như vậy chưa đủ." "Đúng vậy, tôi sẽ đưa cô đến nhà nhân tình của hắn. Còn cô cũng đang ở đó. Cô sẽ vờ muốn gặp con mà xảy ra gây gổ với hắn, khiến hắn đánh cô. Ở trong xe tôi sẽ quay phim lại để làm bằng chứng cho cô." "Được, chúng ta đi thôi." Tâm và Vân bắt một chiếc xe kính đen. Theo kế hoạch, Vân bước đến đập cửa, la hét: "Mày ra đây, trả con tao cho tao." Nghe tiếng Vân nên Đạt lập tức chạy ra mở cửa. Thấy Vân la hét, Đạt liền vừa đánh Vân vừa chửi rủa: "Con chó này, mày tránh khỏi con tao ra, biến." "Trả con cho tao, mày gài tao uống thuốc an thần. Mày muốn làm cho tao bị điên để một mình mày giành tài sản và giành quyền nuôi con. Mày ác lắm."
Mày có thấy quá muộn khi biết rồi không? Không ai tin một con điên như mày đâu. Mặc cho Đạt đánh Vân thậm tệ, Vân cũng không phản kháng gì. Vân chịu cái đau thể xác này để minh oan cho mình. Sau khi đầy đủ bằng chứng, Tâm chạy đi. Lát sau thì mẹ Vân cùng một số y tá đến để đón Vân về. Hắn ta lại nói dối thêm nữa để không ai nghi ngờ. Con khổ quá mẹ ạ, Vân đã bệnh nặng lắm rồi. Vân qua nhà đánh bạn con, rồi còn đe dọa làm hai đứa nhỏ khiếp sợ. Con phải ly dị thôi mẹ ạ. Tới nước này mẹ cũng không biết phải nói gì với con. Còn Vân nó điên dại thế này thì mẹ cũng không muốn níu kéo con với nó làm gì. Nói xong thì mẹ Vân cũng đưa Vân rời đi vào bệnh viện. Mọi kế hoạch thành công. Đoạn clip sau khi được đăng tải, Vân mới thở phào một cái nhẹ nhõm. Không chỉ đoạn clip mà Đạt đánh Vân, còn cả đoạn Đạt đổi vỏ hộp thuốc, đoạn Đạt lừa Vân uống thuốc và cả đoạn ghi lại lúc Vân nói chuyện điện thoại với Tâm nữa. Vì Đạt nổi tiếng là người chồng quốc dân trên mạng xã hội, nên khi xuất hiện những đoạn clip kia, nhanh chóng nổi như cồn và nhận được nhiều lượt chia sẻ đến chóng mặt. Mai đang ngồi ăn trái cây thì thấy đoạn clip đó xuất hiện. Mai khều tay, Đạt trợn mắt nói: Anh, xem này, nhanh lên. Gì đấy? Đạt xem mà trợn mắt, há hốc mồm. Anh liền vào xem những bình luận thì thấy người khác chửi mình thậm tệ. Chồng quốc dân đây sao? Không ngờ chỉ thương vợ trên mạng, còn lại bày kế hại vợ kìa. Đổ vũ phu, tên côn đồ. Pháp luật trừng trị mới được. Đạt tức giận, ném điện thoại xuống đất vỡ tan từng mảnh. Đạt hất hết đồ đạc xuống bàn chửi: Mẹ kiếp, nó dám gài tao. Giờ tính sao anh? Sao gì nữa, im đi. Mai thấy Đạt quá hung hăng nên không dám nói gì, chỉ im lặng. Mai bỏ lên phòng. Bỗng một cơn buồn nôn kéo đến. Mai chạy vào nhà vệ sinh ọ ẹ rồi trở ra với que thử thai hai vạch. Đang lúc này mà Mai có thai, không biết là nên vui hay buồn nữa. Nghĩ đến con mình sẽ díu dít đòi mẹ nên Mai đang rất vui mừng và nghĩ rằng nếu thông báo có con chắc Đạt sẽ rất vui. Coi như là xoa dịu chuyện mấy đoạn clip kia bị phát tán do Đạt rất thương con mình. Thấy Đạt lên phòng, Mai liền vui vẻ nói: Anh xem này, em có thai rồi đấy. Bỏ đi. Anh nói gì cơ? Tao nói bỏ đi. Sao lại bỏ chứ? Tao không cần quá nhiều con đâu. Tụi bây là một lũ như nhau thôi. Sao anh nói thế? Con chị ta thì anh yêu thương hết mực, còn con tôi thì anh kêu bỏ không cần à? Sao anh tồi thế? Tao đang rất bực bội, mày không thấy sao? Con lải nhải quài thế. Anh thật là quá đáng. Mai tức giận bỏ đi ra phòng khóc sướt mướt. Đạt cũng không thèm quan tâm, khiến Mai đau khổ tột cùng. Mai tự trấn an là do tức giận Đạt mới thế, nên không tạm thời khoan nói gì. Sáng ra vừa gặp mặt Mai, Đạt đã nhắc nhở: Lát nữa mày đi bỏ nó đi. Không, con tôi mà. Vậy mày tự giữ lấy mà nuôi. Con mày mà, sao mày nói vậy? Sao tao biết có phải nó là con tao không? Mày nói vậy là ý gì? Mày đâu phải ngủ với chỉ một mình tao. Thằng khốn, mày là thằng phá trinh tao, mày còn dám nói vậy à? Tao chấp nhận đợi chờ mày mà mày nói thế à? Tao cũng cung phụng tiền cho mày mà. Rồi mày qua đêm với thằng khác, sao tao biết được? Coi chừng là con của thằng bậm trợn đấy đấy. Nói xong, Đạt lộ mặt cười đều giả khinh bỉ. Mai tức giận nói: Thằng tồi, chính mày ép tao ngủ với nó, giờ mày lại nói giọng đó. Tao mù nên mới yêu cái thằng khốn nạn như mày. Mày chửi ai khốn? Tao nhịn mày nãy giờ rồi đấy. Tao chửi thằng mất nhân tính như mày đấy. Tao sẽ nói cho mọi người biết bộ mặt thật sở khanh của mày. Mày dám à? Vừa dứt lời, Đạt đã nhảy vào đánh Mai tới tấp, xô ngã Mai xuống nền nhà. Vì đang tức giận chuyện đêm qua nên bây giờ Đạt như trút giận lên người Mai, hết đấm rồi đá. Một lát sau có vú can ngăn, hắn ta mới chịu dừng lại và rời đi. Mai nằm trên nền nhà ôm bụng đau quằn quại thì máu bắt đầu chảy dọc xuống chân. Vú liền đưa Mai đến bệnh viện thì bác sĩ thông báo Mai đã bị sảy thai. Còn chưa kịp hết bàng hoàng thì nhận thêm một tin dữ: Mai bị HIV. Mai sụp đổ ngã khuỵu xuống giường khóc nức nở.
Cô biết là mình bị nhiễm do đã quan hệ với tên bậm trợn đó. Con đã mất mà còn mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Mai hận Đạt vô cùng, hận tên khốn nạn đã đưa Mai vào chỗ chết. Mai nghĩ rằng phải tìm cách trả thù hắn. Mai đã lên kế hoạch đến công ty riêng, đem toàn bộ hồ sơ khách hàng mà Đạt đã lấy của công ty đưa cho công ty mà Đạt đang làm việc. Giám đốc nhận được hồ sơ liền tức giận đùng đùng. Chưa kịp làm gì thì có một nhân viên khác báo tới về việc Đạt mở công ty riêng cướp khách của công ty, nên giám đốc ra lệnh đuổi việc Đạt và quyết định nộp đơn kiện. Kể từ khi đoạn clip lan rộng trên mạng xã hội, sự nghiệp của Đạt tuột dốc không phanh. Đi đâu cũng bị Đàm Tiếu chê cười. Đang đi trên đường, có khi còn bị những người đàn ông khác ghét mà đánh cho. Công ty riêng thì phá sản, mất việc làm, Đạt đâm đầu vào rượu chè. Hầu như mất tất cả, Đạt trở về tìm Mai để tính sổ trước. Đạt đá cửa đi vào với người nồng nặc mùi rượu. Mày ra đây, mày dám phản tao. Đó là do mày, mày hại cuộc đời tao, mày giết con tao. Tao làm gì mày, tao quên mày đi bỏ nó đi. Mày đánh tao, làm tao sảy thai rồi. Sẵn đây, tao thông báo cho mày biết, nhờ ơn khốn nạn của mày mà tao bị sida rồi đấy. Mày nói gì? Mày bị khi nào? Tao bị vì nhờ hồng phước của mày kêu tao ngủ với thằng bậm trợn đó. Mày cũng chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Không, không thể nào, tao không bị gì cả. Đạt hoảng loạn, điên cuồng la hét. Mai tức giận, cầm ly nước sôi, tạt vào mặt hắn. Nước sôi nóng làm hắn bỏng hết cả mặt. Đạt ôm mặt đau đớn, chạy loạng choạng ra ngoài, thì va trúng vào một người đàn ông. Người ta liền nhận ra Đạt là tên chồng khốn nạn, liền đánh cho một trận. Đạt lê lết trên đường thân tàn, ma dại, thì một lát sau, công an tới còng tay Đạt, dắt Đạt lên phường. Trong quá trình điều tra, Vân được minh oan là không bị bệnh, nên được trả về và được toàn quyền nhận chăm con chăm sóc. Riêng Đạt bị đả kích quá lớn, nên đã nghĩ quẩn, cắn lưỡi tự tử, kết thúc cuộc đời trong phòng giam. Vân nhận được tin dữ từ Tâm nên cũng xúc động mà rớt nước mắt. Dù gì cũng chung sống với nhau bao nhiêu năm qua, Tâm an ủi Vân. Thôi, Vân đừng buồn nữa, hắn đã phải trả giá cho tội ác của hắn gây ra. Vân bây giờ hãy giữ vững tinh thần rồi lo cho các con, bắt đầu một cuộc sống mới. Vân biết rồi, cảm ơn Tâm đã ở lại. Vân là vợ hợp pháp nên được hưởng toàn bộ tài sản còn lại của Đạt. Cô bắt đầu tìm một công việc mới, vừa làm vừa nuôi con. Thỉnh thoảng cũng kể về bố với một hình ảnh đẹp trong mắt những đứa trẻ. Một thời gian sau, nghe tin Mai đã mất vì căn bệnh thế kỷ, Vân cũng bỏ qua tất cả mà đến thắp cho Mai một nén nhang an nghỉ. Suy cho cùng, Mai cũng chỉ là một nạn nhân vì định hướng đầu đời không đúng mà dẫn đến kết cục bi thảm này. Các bạn thân mến, câu chuyện đã đến hồi kết. Người khéo ăn nói không đáng sợ, người biết tận dụng cái tài ăn nói của mình để thao túng tâm lý, lừa dối người yêu thương của mình mới đáng sợ. Trong câu chuyện này, ngay từ đầu, Vân là một cô gái quá mù quáng và lụy tình. Cô không đủ sáng suốt để đánh giá con người của Đạt, để rồi chính mình đưa chân vào địa ngục. Rõ ràng Đạt là người độc ác và sai trái, anh ta đã phải trả giá cho việc làm của mình. Còn cảm nghĩ của các bạn về câu chuyện thế nào, hãy để lại những dòng bình luận bên dưới nhé. Và các bạn cũng đừng quên ủng hộ kênh Chuyện bằng cách nhấn đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Radio Hay, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện sau.